Lễ hội ẩm thực Đức Phương Nam diễn ra từ ngày 30 tháng 5 tới 2 tháng 6 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11. Chào các bạn, mình đang có mặt ở Liên hoan ẩm thực Đức Phương Nam 2019. Liên hoan ẩm thực Đức Phương Nam được tổ chức định kỳ hàng năm vào dịp cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Năm nay, Liên hoan ẩm thực Đức Phương Nam sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 tới ngày 2 tháng 6, tức là từ thứ Năm tới Chủ nhật tuần này. Theo thông báo chính thức của ban tổ chức trên trang web, thì Liên hoan ẩm thực Đức Phương Nam 2019 hội tụ rất nhiều món đặc sắc của các vùng miền, từ Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên và miền Trung. Chính xác là trên trang web công bố là có khoảng độ 300 món ăn mặn và 100 món chè và bánh. Phí tham quan lễ hội ẩm thực Đức Phương Nam là 250.000 đồng. Wow, 250.000 đồng. Các bạn đừng lo, 250.000 đồng này sẽ được chuyển thành các voucher và các bạn có thể sử dụng các voucher này để mua các món ăn trong khu vực lễ hội. Bây giờ mời các bạn cùng mình vào khu vực lễ hội nha. Đây là khu vực không gian mở mấy bạn ha, nên hơi ồn chút xíu. Họ đang sửa chữa xây dựng vậy đó. Như vậy các bạn có thể thấy là ở đây có cả làng nghề truyền thống nè và hội thi món ngon phương Nam ha. Có cả trình diễn laser màn hình nước 3D. Lễ hội ẩm thực Đức Phương Nam 2019 với tên gọi là Hương vị chín dòng sông. Các bạn, đây là khu vực mua vé nha. Mới sáng sớm mà đã đông như thế này nè. 9:30 sáng. Đây mấy bạn, mình mới mua một cái vé nè ha. 250.000 đồng. Đó, dưới đây là các voucher nè. Có mệnh giá từ 5.000 đồng tới 40.000 đồng. Khu vực cổng chào ẩm thực Đức Phương Nam 2019. Ở đây chúng ta thấy quả thốt nốt nè, câu nè, dừa nước nè. Ở đằng kia có quả bí dài và lớn kìa. Hai con trâu. Bây giờ khoảng 10 giờ sáng mấy bạn ha, và các gian hàng đang dọn hàng ra bán. Ngày đầu tiên của lễ hội ẩm thực Đức Phương Nam 2019. Theo ban tổ chức thì ở đây có tất cả là 53 gian hàng ha. Các gian hàng này được đặt bên cạnh cái hồ sen mấy bạn ha. Đây là không gian tổng thể.
Trước mặt các bạn là khu ẩm thực làng bột Sa Đéc, thì chuyên về các món bánh các bạn ha. Đây đầu tiên chúng ta thấy nè, bánh xôi vị nè. Cái bánh màu cam cam này là bánh khoai mì đúng không cô ạ? Dạ, ở đây là bánh da lợn ha. Khoai mì, bánh da lợn. Dạ. Còn cái này là xôi vị. Dạ thấy rồi, cái màu tím tím là bánh lá cẩm hả? Tím là lá cẩm, màu xanh. Dạ. Đã quá. Dạ, mình bán sao cô hả? Dạ mình sao sao. Mình bán sao anh? À mình bán một ở đây có menu. À để mình qua menu mình xem nha. À, một hộp 20.000 đồng, thập cẩm 25.000. Qua đây mấy bạn thấy bánh bò mấy bạn. Đã chưa? À, đây là một hộp thập cẩm 25.000 hả? Có đủ bánh bò, bánh da lợn, bánh màu xanh xanh là bánh gì hả? Dạ bánh này là bánh đúc đúc gừng. Bánh đúc gừng, màu xanh là lá dứa, màu tím là lá cẩm ha. Dạ. Để mình di chuyển qua bệnh viện. Cái cây này bánh gì anh? Bánh cúng mà. Dạ, ở bên trong đó là dương bổ gạo, như là bổ gạo xanh với nước thịt dừa. Dạ. Các bạn nhìn cái mâm này là thấy thèm rồi đó. Nè. Dạ. Ở đây là bánh gì cô hả? Dạ. Bánh bèo. Dạ. Này là bánh đúc, này bên là bánh bèo, này là bánh bèo cô biết. Dạ. Còn bánh bánh ít chừng hả cô? Bánh ít chừng. Chưa thấy bánh ít chừng. Dạ. 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 Bên kia là bún bún mắm à? Dạ, mực, heo quay, tôm. Dạ dạ. Kế bên là bán sữa chua củ năng và sữa chua chanh dây. Lần đầu tiên mình nghe thấy món sữa chua củ năng. Và đây là cái thực đơn của làng bột Sa Đéc. Hủ tiếu Sa Đéc 35.000, bún mắm 50.000, bánh đúc mặn 25.000 phần, bánh bèo mặn 25.000 phần. Nem nướng, chả giò sen, bánh ngọt, bánh đập cẩm, mía lao, sữa sen, sữa bắp, nước ngọt, nước suối. Cái gian này đặc, gian hàng này đặc sắc nhất là miệng món bánh ha. Ở đây họ cũng bán có loại ống hút gạo tự hủy mấy bạn. Giá ở đây là 55.000 đồng. Và một cái gói như thế là nửa ký, khoảng độ 70 cái ống hút. Mình có sử dụng cái loại ống hút này ở trạm dừng chân Bắc Kim Thang. Loại này rất là tốt cho môi trường. Kế bên làng bột Sa Đéc là gian hàng gà nướng Tây Nguyên mấy bạn. Đó, họ đang nướng ha. Em này em ra em chào luôn. Thì mình hỏi thì ở đây là gà, đây là gà Đắk Lắk ha. Cái này em bán sao em? 250 một con. Nướng như thế này bao nhiêu giờ mới chín em? Phút của con này nè, con này khoảng nửa tiếng nữa tới rồi. Mấy con này thì 45 phút thôi, từ từ phải nướng cái cho nó khô từ từ gà. Cho cô từ từ gà. Nướng như cái kiểu mình ở đây. Dạ. Nướng xa lửa từ từ. Cái bên gà nướng Tây Nguyên là nơi bán thức uống ha. Ở đây có một loại thức uống khá là lạ, đó là stone vườn đá. Trong cái stone vườn đá này có hạt chia và... Hạt chia bởi gì anh hả? Để em quên rồi. Dạ. Hạt chia với cái gì? Hạt chia nhà đam. Hạt chia nhà đam với đường phèn. À, cục
cái chai như thế này là 25 ngàn mấy bạn ha. Tiếp tục một quầy bánh ngọt khác mấy bạn ha. Đây là quầy bánh của nghệ nhân Huỳnh Ngọc Lan. Sắp tới 5 tháng 5 rồi, mấy bạn thấy món bánh gì rồi ha? Cái món này là bánh củ sắn hả cô hả? À, bánh củ cải này bán sao cô? Một cái 15 ngàn đồng, ăn với nước mắm. Dạ, trong đây là bánh này là bánh lá mơ. Lá nó gì quên rồi. Lá mơ rồi. Dạ, đúng lá mơ đúng không? Tự nhiên ăn rồi quên. Nói mà sợ. Dạ, các loại bánh bò, bánh chuối. Rồi, cái bánh chuối nó nhìn ngon quá. Bánh gan nè con. Dạ, cô cho con dở lên cô quay cái hình được không cô hả? Dạ, thấy nó mới đẹp nè, đó. Mấy bạn thấy không? Dạ, lát con mua ăn mà. Bánh gan. Dạ, đây bánh gan nè, cô biết nè. Bánh chuối bán sao cô? Bánh chuối 5 ngàn đồng cái, bánh gan cũng vậy luôn cô hả? Bánh gan 6 ngàn. Rồi, cho con một cái bánh chuối. Nhìn thấy đảo quá. Con ăn bánh gan rồi. Biết sao không? Thực ra mà nói là con đi nhiều á. Sợ ăn mỗi chỗ một chút là cái bụng nó căng rồi. Cái nào đặc sắc lắm mới ăn. Miếng bánh chuối này rất ngon mấy bạn. Ngọt. Có vị chua chua vừa phải. Không có béo nha. Không có béo cho nên là mình nghĩ là có thể ăn được 3-4 cái đó. Nhìn xéo qua đây mấy bạn sẽ thấy là khu vực bún nước lèo Sóc Trăng ha. Đó. Có cả gỏi cuốn mấy bạn ha. Đây. Doanh nghiệp tư nhân vườn ẩm thực 36 Sóc Trăng đạt giải nhì món bún nước lèo tại hội thi món ngon phương Nam năm 2018. Giá của bún nước lèo là 40.000 đồng mấy bạn, gỏi cuốn 15.000, cơm sườn 30.000, kem cuộn 30.000, trà sữa 30.000, trà đào 30.000, đá bào 20.000, bánh Doraemon 15.000 một cặp, hot dog, bánh tráng nướng xoài lắc, mobile nướng, không biết là cái món gì, nem nướng. Đây. Đây, bánh tráng nướng. Dạ. Một lát nữa mình sẽ quay lại ăn cái món bún nước lèo. Rồi, quay tới kia luôn. Dạ. Luôn. Đó. Ủa cô, cái thạch đỏ đỏ vàng vàng xanh xanh này là gì vậy cô hả? Thạch. Dạ, nhưng mà cái vàng vàng đỏ đỏ là cái này hả? Không, cái này nè. Thạch luôn. Thạch nhưng mà đổ cái mà này cái hồ kia vô. À, dạ dạ, cho nó đẹp. Dạ. Rồi cái bên là đào, trái vải. Nói chung là bún nước lèo bán kèm các món khác. Như vậy chúng ta sẽ ăn bún nước lèo. Một lát nó quay lại mấy bạn. Kế bên quầy bún nước lèo là ẩm thực miền Nam, bánh xèo, bánh khọt, gỏi cuốn, bì cuốn. Dạ. Đây mấy bạn. Dạ. Này bán sao cô? 70 ngàn. Dạ. Vậy cái màu bên đây là cái gì cô? Hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc. Dạ. Dạ.
đấy mấy bạn. Cái này nhìn rất là hấp dẫn mấy bạn, xôi cá kho khô. Này giống mắm kho quẹt cô ha. Rồi chân gà mấy bạn. Đối diện với quầy bán bánh xèo là khu vực ẩm thực của Gia Lai. Chính xác là ở đây họ bán đặc sản bò một nắng Gia Lai. Và cũng bán cả cà phê nữa. Cái này bán sao chị hả? Cái bò một nắng này là bán sao? 60.000 một ký, cái loại mì này. Ok, dạ. Em đã dùng thử qua chưa? Dạ chưa. Ở đây hàng thử đúng không chị hả? Đây là khô bò, ăn thử đi em. Dạ. Em mua một nửa ký về mình dùng thử đi. Dạ rồi. Đây là nửa ký các bạn, 300.000 đồng. Bên cạnh quầy bánh của nghệ nhân Huỳnh Ngọc Lan là quầy bánh cuốn Tây Sơn Bình Định. Mình đã từng ăn ở Quy Nhơn một lần. Cuốn em bán sao em? Dạ 25.000 một cuốn ạ. 25.000 cuốn. Tất cả cái này luôn. Ok. Dạ. Ủa em có bán cái phần ché hả? Dạ, ché chung xoài. À không có hả? Chế trộn xoài em bán sao? 30.000 hả? Cho anh một cuốn này đi em. Nhúng nước bánh tráng hả? Thì lớp bánh tráng là dày á. Trứng nem chả lụa sườn em hả? Cái này là thịt heo quay, thịt heo nướng. Heo nướng bắp nhuyễn. Rồi kế bên cái này là chả ram. Ờ chả ram. Một số loại rau thơm. Nước sốt đó là cái gì em hả? Nước sốt đậu phộng. À, nước sốt đậu phộng. Mình ăn nha mấy bạn ơi. Nhìn cái bánh cuốn bự nhưng mà thật ra thì ăn vô nó cũng em nói cái kích cỡ đưa vào miệng nó cũng vừa thôi mấy bạn. À, bây giờ mình nói cảm nhận mình ha. Đầu tiên là cái lớp bánh tráng nó dai dai. À, cái phần trứng mềm. Rồi lại có cái độ giòn của cái chả ram.
rau sống nữa. Nói chung là sự kết hợp rất là tốt. Cái món này ngon các bạn. Cái nước sốt thì mặn mặn, ngọt ngọt. Nói chung là đậm đà theo kiểu của miền Trung á. Tiếc là ở đây không có ớt, phải có gì có chút xíu ớt là ngon hơn. Mình cắn sâu thêm một miếng nữa nghe cái phần thịt heo các bạn, thịt heo nướng á. Thịt heo này thơm. Trong đây cũng có phần nem nữa các bạn, nem chua ha. Cho cái cảm giác nó chua chua. Ăn nói chung là sẽ không bị ngán á. Ở đây cũng có kem cuộn Thái Lan mấy bạn. Kem cuộn Thái Lan này bao nhiêu vậy? 30.000 đồng. Mình có tất cả bao nhiêu vị em? Kem cuộn Thái Lan là quầy gian hàng của khách sạn Động Khánh mấy bạn, chuyên về các món hoa. Cupcake, mì Phúc Kiến vịt quay Động Khánh 45.000. Wow. Cơm chiên Đồng Khánh 35.000 đồng phần. Bánh bao nhân thịt 30.000 đồng cái các bạn. Có vẻ giá hơi cao à. Còn đây là khu vực đồ nướng các bạn. Chưa lọc không? Cái cánh gà nướng nó bán sao vậy anh? Cánh gà nướng còn không? Có giá ngoài đó gì vậy? Dạ dạ, em qua em xem. Cánh gà nướng mực ong 25.000 đồng cái. Heo nướng xiên 20.000 đồng một xiên. Xúc xích bạch tuộc 20.000 đồng. Đùi gà rán khoai tây 35.000 mấy bạn. Chả giò. Mì ý sốt bò mầm 40.000, cơm chiên tôm cua 30.000. Còn đây là khu vực gian hàng bán các loại thức uống các bạn. Rất nhiều loại thức uống, giá khoảng độ 20-25.000 đồng. Bước ra khu vực ngoài đây thì nó thoáng hơn mấy bạn. Nhưng mà cái số lượng quầy hàng thì không nhiều lắm ha. Đây mấy bạn.
đồng giá 20.000 đồng, chè đậu sen, chè đậu đỏ, chè đậu đen, chè bắp, xương sa, hạt lựu, xương sáo, nước dừa, bánh lọt, nước dừa, hạt é, thạch dừa. Đặc biệt 25.000 đồng, chè đặc sen, thạch nhãn, thạch vải. Em đó cười nhìn có duyên ghê. Một quầy thức uống khác các bạn. Nước cốt trái cây Đà Lạt. Nước cốt thơm, dâu tây, dâu tằm. Một chai như thế bán sao em? À, 710, các loại còn lại là 75.000. Phúc Bồn Tử 110.000 đồng mấy bạn. Các loại còn lại là 70.000 đồng. Ủa gì không? Còn qua đây là khu vực đặc sản Ninh Thuận, nho sấy khô không đường, rượu tỏi đen. Nho sấy khô không đường 50.000 đồng một hộp. Chào chị. Rượu bán sao chị? Rượu nho bán sao? 125.000 chai. Dạ. Mấy bạn có đến vùng Ninh Thuận à, mấy bạn sẽ thấy rất nhiều cái vườn nho. Bãi biển Ninh Chữ, Bình Vĩnh Hy. Tất cả anh em nằm ở tỉnh Ninh Thuận. Và Ninh Thuận cũng rất nổi tiếng với món mủ chôm nè. Đi tiếp qua đây mấy bạn thấy là quầy bán nước cam ha. Và ở đây là khu vực trò chơi ném banh. Cam vắt bán sao em? Cam vắt bán sao? Một ly 25.000 đồng. Rồi. Chào em. Bước qua đây là quầy bánh rán Doraemon. Cái này mình bán sao em? Dạ, một cặp 15.000. À, một cặp 15.000 đồng. Hai cái giữa, hai cái chặt lại. À. Thơm quá. Chỉ bánh không thôi đúng không em? Chồng có nhân không? Có, nhưng em để riêng ở ngoài anh. À. Có nhân sô-cô-la, dâu, sữa. Đi tiếp vài bước là đến khu vực bán tỏi Việt mấy bạn. Tỏi đen á, 100% lên men tự nhiên. Tỏi đen của cái này bán sao em? Cái này giá này 100 gram là giá 200 ngàn, 300 gram á 570 thì là chợ bán cho luôn nha. Một lá chụp ngay uống trà. Trà chụp ngay, bột chụp ngay. Nói chung là anh thích ăn canh chụp ngay. Chào em. Cái bột đó bán sao em? Cái bột là 70.000 một gói ạ. Bao nhiêu gam hả? 100 gam. Rồi, ok. Thấy lạnh nên là nó giữ gần như nguyên dưỡng chất của nó luôn. À. Thì thay với là nước cam, nước chanh gì mình uống cũng được hết, hoặc là sữa. Ở nhà mình có trẻ em bé thì mình pha chung với lại bột ăn chậm hoặc sữa cho nó uống sẽ cung cấp dinh dưỡng cho bé. Vitamin, canxi và đạm. Ok, cảm ơn em. Đi tiếp vài bước nữa bạn, qua đây là bán bánh trứng ha. Các bạn nha.
Cái này bán sao em? Một hộp 5 cái 30 ngàn đồng các bạn. Chúng ta quay lại nha. Ở bên kia là làm tọ he Doraemon, siêu nhân Pikachu. Giá từ 10.000 tới 30.000 đồng cây mấy bạn. Đây là khu gian hàng ẩm thực Đầm Sen. Chủ yếu ở đây mình thấy họ bán lẩu ha. Các gia đình tập trung ăn lẩu nè. Các loại lẩu mấy bạn có giá 180.000 đồng. Lẩu gà lá giang, lẩu tôm, lẩu thái, lẩu cá điêu hồng, lẩu cá nấu măng, lẩu hoa đồng nội. Rồi các bạn biết không, cái tay phải chúng tôi là đó là cái phương diện mặt trời đó. Các bạn là bạn chưa chế chế thì cứ qua được cái thể các bạn cũng chế lại cũng được, sẽ chọn món nào và trên 300 món, trên 300 món quý khách có thể chọn thoải mái nha. Những món ăn ngon là đặc sản tàu tất cả những suất. Cũng trong cái gian hàng ẩm thực Đầm Sen có bán món thịt nướng các bạn. Còn đây là quầy gian hàng Mai Ăn Tim, tỉnh Bến Tre mấy bạn. Thấy có một cái món rất là ngon, gà ta nướng muối ớt 250.000 đồng con. Bánh canh bột sắc 40.000 đồng phần. Bánh xèo hến cũng 40.000 đồng phần các bạn. Tiếp nữa là bánh flan dừa. Cái món này có chưa anh? Chiều nay mới có hả? Em thấy cái món này có vẻ ngon hả? Gà ác tìm ớt hiểm trái dừa. Wow, cái món này lạ. Kế bên gian hàng Mai Ăn Tim là gian hàng khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát. Đặc sản Vàm Sát bún riêu ba khía. Cái món này là món gì chị ạ? Bánh gì? Bánh răng men, đặc sản của bên em. Ok. Bà kia răng me này bán sao cô? Em gửi cho ông, tại em đem cho chị rồi. 25.000 đúng không? Bên đây đặc sắc nữa nè. Bún riêu ba khía. Chả cá, đậu hũ, trứng cút, chả, ba khía. Đây, một tô của nó mấy bạn. Bún riêu ba khía 65.000 đồng một tô. Bún riêu bề bề 65.000 đồng một tô. Cá đối nướng 60.000 đồng một con. Tôm nướng 80.000 đồng một phần. Giá có vẻ hơi cao các bạn ơi. Muốn ăn cái phần bún riêu ba khía mà có vẻ giá cao quá. Cá đối lớn nè. Tôm. Lễ hội ẩm
thực Đức Phương Nam diễn ra từ ngày 30 tháng 5 tới 2 tháng 6 tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Đây là quầy đặc sản của tỉnh Tiền Giang các bạn. Cộng đồng người Chăm rất là nổi tiếng với món đặc sản tung lò mò, lạp xưởng bò các bạn. Đường thốt nốt, đũa thốt nốt. Đũa thốt nốt bán 50.000 đồng các bạn. Ở đây hai cây đường thốt nốt bán 50.000 luôn. Nguyên cái bịch đường thốt nốt này là 500g bán 25.000 đồng. Cái này bánh bò thốt nốt hả chú? Dạ. Mình bán sao chú hả? 10.000 đồng một cái. 10.000 đồng một cái mấy bạn. Kế bên là nước thốt nốt mấy bạn. Đây, quả thốt nốt nè. Tung lò mò. Món lạp xưởng bò của người Chăm, An Giang. Và các loại mắm ha. Mắm ở Châu Đốc thì nổi tiếng rồi. Đáng tiếc là cái quầy trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang này lại không có nhiều món ăn. Ý là chủ yếu là mang tính chất quảng cáo là nhiều. Và hơi tiếc. An Giang thực ra có rất nhiều món ngon. Trong một lễ hội ẩm thực mà chỉ có trưng ra cái bánh bò thốt nốt và cái lạp xưởng bò thì hết. Dạ. Ăn là 60, quay là 20 hả? Quay mắc hơn, tại vì quay để hoài, ăn hết còn quay để hoài. Bánh xèo, củ sắn, với cái này là hến anh hả? Hến, cái này là hú dừa. Của hú dừa. Đặc sản từ Bến Tre mà. Thịt heo, tôm. Dạ, nó nổi lên như là đẹp rồi đó. Wow. Cái này mình bán sao chị? Ủa, nhà hàng Mang Tim này nằm ở đâu ở tỉnh Bến Tre chị hả? Qua cầu Bến Tre 1. Tại thường là em đậu ngay trước khách sạn Hùng Vương, xong em đi đò vô trong phía trong không à. Dạ. Đi tour hả? Đi tour á. Qua cầu Bến Tre. Qua cầu vừa hết với dốc cầu Bến Tre. Qua cầu Bến Tre rồi. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị Bệnh? 9 sáng 10 tối. Và bên Bệnh với bà bán cái bánh xèo cũng giá này luôn. Bánh xèo chỉ bán ngàn năm thôi à. Ủa vậy hả? Vậy chứ bên Bệnh chủ yếu là anh bán gì? À la cạc. Vậy là hôm nay là ra qua đây là cho em xin với anh thiếp đi. Dạ. Em cũng thường xuyên xuống Bến Tre. Không có thôi, em quay em lấy cái địa chỉ đây luôn rồi. Lấy cái số điện thoại luôn. Dạ. Cái món này nãy giờ ở đây là nhìn đặc sắc nhất trong các loại bánh xèo. Nhưng mà anh đi tour mà có nhiều anh đặt nhiều thì đặt trước thì thêm làm. Dạ dạ. Đây bánh xèo Mang Tim mấy bạn. Đây là gian hàng của khách sạn Thiên Hồng, chủ yếu là các món há cảo xíu mại và các món nước mấy bạn. Wow, cái mùi nước súp thơm quá. Há cảo 40, xíu mại 40, mì đùi gà tim 50.000 đồng, mì sủi cảo nước 50.000. Hủ tiếu áp chảo xào xá xíu, mì xì dầu Hồng Kông, mì xào giòn, cơm chiên đùi gà. Mì xào xì dầu Hồng Kông 35.000 đồng phần. Cơm chiên đùi gà 45.000 đồng. Hủ tiếu áp chảo 45.000 đồng hả? Dạ. Mì xào giòn 45.000. Xíu mại 4 viên, há cảo 4 viên 40.000 đồng. Chưa lấy tiền nha con.
Như vậy là sáng hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2019, mình đã đi một vòng quanh các gian hàng ẩm thực ở đây. Và sau đây là một số đánh giá riêng của mình ha. Mình nghĩ đây chỉ là một nét chấm phá rất là nhẹ đối với ẩm thực Đức Phương Nam và các tỉnh vùng miền khác của đất nước. Mình nói rất là nhẹ là vì sao? Là bởi vì trên trang web của ban tổ chức á, mình đọc là ghi là 300 món mặn và 100 món chè và bánh. Nhưng thực tế đến đây thì mình không cảm thấy là như vậy. Chẳng hạn về món bánh nha, lay hoay thì mình chỉ thấy là bánh bò nè, bánh khoai mì nè, bánh chuối nè, bánh lá mơ nè. Rồi, mình nhớ có nhiêu đó à. Là bởi vì nó tập trung nằm ở cái gian hàng của tỉnh Đồng Tháp nè, và một gian hàng của một nghệ nhân tên là Huỳnh Ngọc Niên thì phải, mình nhớ rồi. Rồi, như vậy thôi. Phần chè thì được một số loại chè và nước thì trong khoảng độ 10 loại gì đó. Về các món mặn thì mình cảm thấy nó cũng không có gì xuất sắc, ngoại trừ mình nhớ cái món bún nước lèo Sóc Trăng hoặc là bánh cuốn Bình Định, rồi gà nướng Tây Nguyên. Còn các món còn lại đối với mình không gì đặc biệt lắm. Cho nên mình nói là khi mà ghi 300 món thì mình nghĩ là mình rất là kỳ vọng là đến đây sẽ được ăn rất nhiều món đặc trưng của các tỉnh, các vùng miền. Nhưng mà nó không có được như vậy. Thậm chí là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà chỉ có được có mấy tỉnh ở đây thôi. Mình không thấy các tỉnh như là Vĩnh Long nè, Trà Vinh nè, Sóc Trăng nè, Bạc Liêu nè, Cà Mau nè, Kiên Giang nè, không có tham dự cái lễ hội này. Cho nên cái số lượng món nó không có đạt, không có kỳ vọng như mình tưởng. Ẩm thực miền Trung thậm chí ở đây mình cũng không thấy bún bò Huế nữa. Rồi các vùng miền khác như là Khánh Hòa, Phú Yên cũng không thấy, chỉ thấy có Tây Sơn, Bình Định thôi à. Rồi tập trung khá nhiều gian hàng của hệ thống Sài Gòn Tourist. Thì hình như là cũng 5 quầy, 5 gian hàng mà chủ yếu cũng chỉ là bán há cảo, xíu mại, rồi món mì, món cơm chiên. Đặc biệt là các món nướng rất là nhiều, chủ yếu là nướng gì? Cánh gà chiên, đùi gà chiên. Nói chung, ai nên đến đây? Đó là những người, những gia đình mà những con nít đến đây đi chơi sẵn ở đĩa đầm sen á, thì ghé qua để ăn. Chứ thực ra đối với mình, nếu bỏ 250 ngàn đồng vô đây, ok. Ngắm cảnh đầm sen chút xíu, nhưng mà về xét về mặt ẩm thực á thì mình hơi thất vọng, thực sự là hơi thất vọng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Mình hy vọng là chiều tối nay hoặc là những ngày sau thì có thể cái số lượng món sẽ nhiều hơn, nhưng mà mình không biết chắc ha. Tại vì mình nghĩ là mình đến sáng hôm nay thôi chứ không có định sẽ quay lại. Rồi, chào các bạn. Trời mưa.